Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản hai mặt tiền đường Nguyễn Văn Luân thuộc phường 12 quận 6, chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Với diện tích ngang 15, dài 29, tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 439m², thổ cư 100%. Kết cấu cấp 4 tiện xây dựng mới, khu được xây dựng cao tầng. Hiện trạng thì đang cho thuê 200 triệu đồng một tháng, hợp đồng dài hạn. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán. Hướng chính của bất động sản là hướng đông và bên hông là hướng nam. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chia sẻ là 188 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.